phân tích và bình luận về trận đấu Anh đối đầu Nigeria vào thứ hai, ngày 7 tháng 8, lúc 3 giờ 30 phút sáng, giờ Hoa Kỳ, tại sân vận động xung Cấp, trong trận đấu vòng 16 đội, World Cup Nữ 2023. Đội tuyển Anh dường như chiếm thế thượng phong trong trận đấu sắp tới với Nigeria. Dưới đây là một số điểm chính cần phân tích. Thành tích vòng bảng đội tuyển Anh đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng khi đứng nhất bảng dê với thành tích toàn thắng, thắng 4, 4 trận. Ngược lại, Nigeria giành vị trí thứ hai ở bảng B với một trận thắng và hai trận hòa, điều này cho thấy màn trình diễn kém vượt trội hơn so với Anh. Động lực tấn công, hàng công của đội tuyển Anh có vẻ đang đạt phong độ cao khi ghi 6 bàn vào lưới Trung Quốc trong trận đấu gần nhất. Điều này cho thấy tiềm năng tấn công của họ rất mạnh. Lauren James là cầu thủ có màn trình diễn nổi bật nhất cho đội tuyển Anh ở vòng bảng, dẫn đầu đội tuyển sư tử với 3 bàn thắng ở World Cup 2023. Khả năng ghi bàn của cô ấy rất quan trọng đối với thành công của đội tuyển Anh tại giải đấu cho đến nay. Với khả năng ghi bàn ổn định, cô ấy sẽ là cầu thủ quan trọng đáng được chú ý trong trận đấu ở vòng 16 đội với Nigeria. Tuy nhiên, đội tuyển Nigeria đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở vòng bảng khi chỉ ghi được hai bàn sau 3 trận. Asisat Osola là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Nigeria và là cầu thủ quan trọng trên hàng công của họ. Cô ấy là cầu thủ có phong độ ổn định cho đội tuyển Nigeria, cả ở giải quốc nội và giải quốc tế. Khả năng ghi bàn và kinh nghiệm của cô ấy trong các trận đấu lớn khiến cô ấy trở thành tài sản quan trọng của Nigeria. Lịch sử World Cup trước đây, Đội tuyển Anh có bề dày thành tích tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới, lọt vào tứ kết năm kỳ World Cup liên tiếp. Điều này cho thấy kinh nghiệm và sự nhất quán của họ ở giai đoạn này của giải đấu. Trong quá khứ, Nigeria đã lọt vào vòng loại trực tiếp nhưng họ lại gục ngã trước Đức ở vòng 16 đội tại World Cup 2019. Kinh nghiệm của họ có thể không phù hợp với thành công lâu dài của nước Anh. Kỷ lục phòng thủ thành tích phòng ngự của đội tuyển Anh rất chắc chắn, chỉ để thủng lưới một bàn trong cả vòng bảng. Điều này cho thấy một hàng thủ được tổ chức tốt. Lucy Bronze được nhiều người đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất của bóng đá nữ của đội tuyển Anh. Cô ấy sở hữu kỹ năng phòng thủ đặc biệt, nhận thức vị trí tuyệt vời và khả năng đóng góp vào các lối chơi tấn công những pha đi bóng dũng mãnh bên cánh và những quả tạc chính xác của bronze khiến cô ấy cũng trở thành mối đe dọa bên phần sân đối phương nigeria đã chơi phòng ngự tốt với ba trận giữ sạch lưới ở vòng bảng nhưng họ có thể gặp thử thách khó khăn hơn trước hàng công mạnh mẽ của anh nhìn chung phân tích cho thấy anh là đội được đánh giá cao hơn nếu giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức và tiến vào tứ kết họ đã thể hiện phong độ mạnh mẽ ở vòng bảng lịch sử thành công ở các kỳ world cup trước và một màn trình diễn tấn công ấn tượng khả năng phòng ngự chắc chắn của nigeria có thể giữ cho trận đấu diễn ra sôi nổi nhưng khả năng ghi bàn hạn chế của họ có thể là điểm yếu của họ trước đội tuyển anh đáng gờm như với bất kỳ sự kiện thể thao nào kết quả là không chắc chắn và những bất ngờ có thể xảy ra tuy nhiên dựa trên thông tin có sẵn anh dường như có lợi thế trong trận đấu này kết quả dự đoán Nigeria 1 anh 3